Rồi, chúng mình sẽ cùng gặp nhau ở phần số 4. Tổng và hiệu của hai lập phương. Mình sẽ vào hoạt động khám phá 4. Người ta cho sử dụng quy tắc chuyển vế và các tính chất của phép toán, tức là ta sẽ có tính chất giao hoán, kết hợp phân phối gì đó đúng không? Hoàn thành các biến đổi sau để ghi vào vở hay ghi vào tập của mình. Ok, như vậy ở đây các em thấy người ta đã biến đổi đến đây rồi này. A cộng với B tất cả mũ 3. Đó, người ta biến đổi đến đây. Bây giờ nhiệm vụ của chúng mình làm từ đây thôi nhá, không cần ghi lại các bước ở trên nữa đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là gì? A cộng B mũ 3 trừ đi 3AB nhân cho A cộng cộng B. Đó, vậy thì nhiệm vụ của mình là thực hiện cái thằng này tiếp tục. Được không? Được không? Hiểu chỗ này chưa? Đó, nhiệm vụ của mình là tiếp tục thực hiện cái thằng này này. Rồi, như vậy thì đây mình sẽ thấy này. Sẽ thấy đây là gì? Lập phương của một tổng này. Đúng không? Lập phương của một tổng. Đây chính là lập phương của một tổng. Được không? Rồi, như vậy thì thằng này mình sẽ thấy nó sẽ bằng A cộng B nhân cho gì? Nhân cho gì nhỉ? Nhân cho A cộng với B tất cả mũ 2 trừ đi 3AB. Đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Chỗ này không biết là có nhiều đứa có nắm được cái này không. Vậy thì đây mình lại triển khai ra. A cộng B tất cả mũ 3 thì đây chính là lập phương của một tổng. Thì nó sẽ bằng đây nè. Đây nè các bạn ơi. Các bạn của tôi ơi, nhìn thấy không? Đó, như vậy giờ học cái này chúng ta phải nhanh nhá. Đây, có phải đây A cộng B mũ 3 thì nó sẽ bằng này. A cộng B nhân với A cộng B tất cả mũ 2, đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa nào? Đấy, như vậy chúng ta triển khai cái thằng này ra nó được như vậy. Ok chưa? Đến đây công nhận chưa? Rồi. Như vậy đến đây thì mình tiếp tục làm gì? Tiếp tục khử tiếp. Rồi bước đến này là được chưa các em? Bước cái này được chưa? Rồi nhá. Rồi vậy thì tiếp tục các em sẽ bằng là gì? Sẽ bằng triển khai thằng này ra, A cộng B giữ nguyên này, nhân cho này. Đây sẽ là A mũ 2 trừ A cộng cho 2 AB cộng cho B mũ 2. Đúng không? Trừ đi 3AB. Ok chưa? Rồi. Như vậy thì tiếp tục mình sẽ có ở đây là gì? A cộng B nhân cho này. Các em lại đưa nó vào hàng đẳng thức này. 2AB này, đây là 3AB này. Có 2 mà nợ. Nợ mấy? Nợ 3. Đó. Vậy thì ở đây nó sẽ chỉ còn là gì? A mũ 2 trừ đi AB cộng B mũ 2. Được chưa? Đấy, có 3 mà nợ 2 thì còn nợ. Có 2 nợ 3 thì còn nợ 1. Chỗ này được nhá. Rồi, tương tự như vậy thì sang bên đây mình cũng sẽ làm từ đây. Là A trừ B tất cả mũ 3 cộng cho 3AB nhân cho A trừ B. Vậy thì cũng áp dụng như bên đây nhá. Như bên câu A thôi. Thì sẽ bằng này.
A trừ đi B nhân với. Nhân với cái gì? À, nhân với nè là A trừ đi B tất cả mũ 2. Ở đây là gì? Cộng cho 3AB. Ô văn kê chưa? Rồi đến đây các em cũng lại triển khai ra giống như bên này, A trừ B giữ nguyên, nhân cho A mũ 2 trừ 2AB cộng cho B mũ 2 cộng cho 3AB. Rồi, vậy thì nó sẽ bằng A trừ B nhân với này A mũ 2 này N2 mà có 3 thì còn mấy? Còn 1 cộng cho AB cộng cho B mũ 2. Ok chưa? Đó, như vậy mình đã hoàn thành việc là gì? Biến đổi. Rồi, như vậy thì ở đây qua cái hoạt động này chúng ta sẽ có một cái lưu ý này. Hai biểu thức tùy ý A và B thì mình sẽ có này. A là phương cộng B là phương thì sẽ bằng A cộng B nhân cho A mũ 2 trừ AB cộng B mũ 2. A mũ 3 trừ B mũ 3. Đấy, như vậy thì đây người ta gọi là tổng của hai lập phương và đây là hiệu của hai lập phương nhé. Được chưa nào? Tổng của hai lập phương nó khác lập phương của một tổng nha các em. Lập phương của một tổng tức là gì? Cái tổng này này được lập phương. Đấy, còn đây là tổng của hai lập phương, tức là A lập phương cộng với B lập phương thì đây được gọi là tổng của hai lập phương. Khác nhau nhá, đừng bị nhầm. Rồi các em có thể tự đọc ví dụ 7, ví dụ 8 để chúng ta hiểu hơn. Bây giờ thầy và các em sẽ làm phần thực hành 7. Viết các đa thức sau dưới dạng tích. Như vậy mình cứ áp công thức vào thôi. Thực hành 7. Câu A, 8y mũ 3 cộng cho 1. Các em nhớ này, 1 mũ 3 thì nó cũng bằng gì? Bằng 1 nha. Đấy, nhớ cái điều này để chúng ta làm. Như vậy đây chính là gì? Tổng của gì? Nếu mà viết thì chúng ta sẽ có thể viết được là gì? Nó sẽ bằng là gì đây? 8y mũ 3 cộng cho 1 mũ 3, đúng không? Đấy, hiểu, chúng ta phải hiểu, nó hiểu như thế này. Được chưa? Như vậy thì đây chính là gì? Đây chính là gì? Lập phương của một tổng. Nhưng mà cái thằng 8 này nó chưa này, đúng không? Thì mình phải biến đổi ra. Như vậy 8 á, thì có phải nó sẽ bằng 2 mũ 3 không? Vậy thì đây chúng ta sẽ có 2y tất cả mũ 3. 2 mũ 3 thì có phải bằng 8 không? 1 mũ 3 thì có phải bằng 1 không? Đó, cộng cho gì? Cộng cho 1, tức là 1 mũ 3. Hãy thầy viết rõ ra luôn nhá. Rồi, như vậy áp dụng công thức ở trên thì sẽ bằng A là 2y, B là 1. Được chưa? Nhân với gì? Nhân với A mũ 2, tức là 2y tất cả mũ 2. Đây chúng ta dùng ngọc vuông cho rõ. Trừ đi AB, tức là trừ 2y nhân 1 cộng cho B mũ 2, tức là 1 mũ 2. Rồi nó sẽ bằng 2y cộng 1 nhân cho 2y ở đây là mấy? Là 4y mũ 2 trừ đi 2y cộng cho 1. Được chưa? Còn triển khai được gì nữa không? Hết rồi đúng không? Đấy, như vậy đây chính là kết quả cuối cùng. Rồi, sang câu B. Y mũ 3 trừ 8. Y mũ 3 này trừ đi 8 này. Như vậy thì 8 á, là bằng 2 mũ 3 đúng không? Thì có phải cái thằng này á, nó sẽ bằng là gì? Y mũ 3 trừ đi 2 mũ 3 đúng không? Đó, để chúng ta hiểu, không có là không biết. Như vậy thì đây là gì? Hiệu của 2 lập phương nhá. Áp dụng vào thôi. Sẽ bằng A trừ B, tức là gì? Y mũ 3 trừ đi 2
À, xin lỗi, y chứ. Y trừ 2. Tự nhiên có mũ 3. Nhân cho. Nhân cho gì đây? A mũ 2 tức là y mũ 2 cộng cho A nhân B tức là y nhân 2 cộng cho B mũ 2 tức là gì? Cộng cho 2 mũ 2. Được chưa? Đó. Như vậy thì đây sẽ là y trừ 2 nhân cho y mũ 2 cộng với 2 y cộng với 4. Ô văn kê. Xong nhá. Rồi, sang bài thực hành 8. Mình có hai câu là câu A và câu B. Thực hành 8 này. Câu A, người ta yêu cầu mình là tính. Như vậy các em nhìn đây chúng ta thấy nó có dạng gì đây này. Đấy, có dạng nha. Nhìn ra nó thấy dạng của nó là phải buộc ngay. X cộng 1 nhân cho x bình này trừ x này cộng với 1 này. Nhìn thấy dạng không? Đây chính là gì? Đây chính là tổng của hai lập phương. Quá dễ đúng không? Sẽ là x mũ 3 cộng gì? Cộng 1 mũ 3. Vậy thì sẽ bằng x mũ 3 cộng 1. Tưởng cái gì? Quá dễ đúng không nào? Rồi câu B. Nhớ chúng ta phải nhìn ra dạng luôn nhé. Rồi câu B này. 2x trừ 1 phần 2. 2x trừ đi 1 phần 2. Rồi, nhân cho cái gì đây? 4x mũ 2. 4x mũ 2 cộng x cộng với x cộng với 1/4. Ok. Như vậy đây cũng là sao? Chúng ta cũng sẽ biến đổi nó ra thành là gì? Lập phương. Hiệu của hai lập phương. Đúng không? Đấy, phải biến đổi ra nhá. Nhưng mà thằng này nó chưa được này. Thì phải biến đổi thằng này ra này. Như vậy đây sẽ là 2x trừ 1 phần 2 giữ nguyên. Ok chưa? Rồi 4x mũ 2 thì có phải nó sẽ là 2x tất cả mũ 2 thì là 4x mũ 2 đúng không? Cộng cho này. Cộng cho gì đây? 2x nhân 1 phần 2. Đó. Thì 1 phần 2 này. 2x nhân 1 phần 2 thì thực ra nó bằng gì? Bằng x này. Nhưng mà mình muốn biến đổi để mình đưa về cái dạng là gì? Hiệu của hai lập phương. Thì thằng này có phải nó vẫn bằng là gì? Bằng x này không? Đó, mai mốt là học lên. Thì chúng ta có cái phép và cách tuyệt chiêu này nhá. Rồi, cộng cho này. 1 phần 4 thì có phải là bằng 1 phần 2 tất cả mũ 2 không? Được chưa? Đấy, nhớ dấu ngoặc nha. Rồi, vậy thì đến đây. Có chưa? À, vậy thì đây chính là số thứ nhất, 2x tất cả mũ 3 trừ cho gì? 1 phần 2 tất cả mũ 3. Như vậy các em nhân lên, 2, 3 là 8x mũ 3 trừ đi 1 mũ gì? 1 mũ 1 phần 8. Ok nhá. Rồi, như vậy thì chúng ta đã xong bài thực hành 8. Mình đến với phần vận dụng 4 nào. Giấy là đầu tư cho các em rất 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 là nhiều nha. Chỉ cần mong cho các em bổ cho quả xẻ thôi. Đấy, hãy chia sẻ cho thầy nhá. Rồi, phần vận dụng 4. Người ta cho từ một khối lập phương có cạnh bằng 2x cộng 1. Ta cắt bỏ một khối lập phương có cạnh bằng x cộng 1. Tính thể tích phần còn lại và viết kết quả dưới dạng đa thức. Như vậy ở đây chúng ta có thể có nhiều cái cách để chúng ta làm. Đúng không nào? Đấy, chứ không nhất thiết là chỉ có một cách thôi. Vận dụng 4 này. Tức là từ khối lập phương này, cạnh ban đầu nó là 2x cộng 1 này. Thì chúng ta bây giờ cắt
bỏ đi. Cắt bỏ một khối có cạnh x cộng 1. Đó, được chưa? Và bây giờ mình sẽ tính xem là gì. Cái thể tích, tức là người ta khoét ở trong á. Khoét ở trong này một cái hình lập phương có cạnh là x cộng 1. Vậy thì tính cái phần mà còn lại. Đấy, cái phần màu xanh này này, còn lại này, các em hiểu chưa? Như vậy thì rõ ràng mình sẽ thấy được cái điều gì trước đó nè. Thể tích này. Thể tích của cái khối có cạnh. Có cạnh là gì? 2x cộng 1 sẽ là gì nhỉ? À, sẽ là 2x cộng 1 nhân cho 2x cộng 1 nhân cho 2x cộng 1. Tức là gì? Thể tích của lập phương thì bằng cạnh nhân cạnh nhân nhân cạnh. Thì có phải nó sẽ bằng 2x cộng với 1 tất cả mũ 3 không? Đúng chưa? Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ tính được là cái thể tích mà cái khối á, khối mà người ta cắt bỏ đó. Khối cắt bỏ này. Đấy, khối cắt bỏ cạnh là x cộng 1 sẽ là, đúng chưa? Thì có phải nó cũng sẽ là gì? X cộng 1 nhân cho x cộng 1 nhân tiếp cho x cộng 1. Thì có phải nó sẽ bằng là gì? X cộng với 1 tất cả mũ 3 không? Đúng không? À, đây là đơn vị thể tích nhé. Đơn vị thể tích. Đấy, đây là đơn vị thể tích. Chúng ta chưa biết đơn vị nó là gì. Như vậy thì đến đây chúng ta có thể tính được thể tích của cái phần còn lại không? Lấy thằng này trừ đi thằng này là xong. Đúng không? Đúng không? Quá dễ đúng không nào? Vậy thì thể tích cái khối gì? Ta hỏi gì? Khối còn lại. Hay là gì? Thể tích phần còn lại cho rõ. Phần còn lại sẽ là, thì có phải sẽ lấy cái thằng ban đầu đây là 2x cộng 1 tất cả mũ 3 trừ đi thằng cắt bỏ đi là x cộng 1 tất cả mũ 3. Đúng chưa? Đó, vậy thì giờ mình lại giải cái thằng này ra thôi. Giải nó ra. Áp dụng công thức vào. Áp dụng công thức vào, đây là bình phương của một tổng 2x tất cả mũ 3 cộng cho 3 lần của bình phương số thứ nhất nhân với số thứ hai cộng 3 lần tích của số thứ hai nhân với bình phương của số thứ nhất, được chưa? Cộng cho gì? Lập phương của số thứ hai. Rồi tương tự đây là cũng bình phương của một tổng sẽ bằng x mũ 3. Đưa cái thằng này vào một ngoặc đây, đưa thằng này vào một ngoặc để phân biệt cho nó rõ ràng. Đó, được chưa? Cộng cho 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương của số thứ nhất là x bình, đúng không? Nhân với số thứ hai. Rồi, cộng cho 3 nhân x nhân 1, 1 bình, cộng cho 1 mũ 3. Đấy, em 1 mũ 3 nhá. Hiểu chưa? Rồi bây giờ nhiệm vụ chúng mình chỉ triển khai lên 2 mũ 3 là 8x mũ 3 cộng cho này 3 này 2 mũ 2 đây là 4, 3, 4, 10 12x cộng cho 2, 3 là 6x cộng cho 1 mũ 3 là 1 trừ này thằng này nhá, x mũ 3 cộng cho 3x mũ 2 cộng cho 3x cộng cho 1. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là nhóm vào sẽ bằng 8x mũ 3 trừ 8 trừ gì? Trừ x mũ 3 vào một nhóm cộng cho 12x. Qua wow, 12 này 12x mũ 2 nhá. Đấy, tí thì bỏ đi. 12x mũ 2 trừ đi 3x mũ 2. Đúng chưa?
Hết rồi. Cộng cho nhóm thằng này 6x. Đây 3, 3x. Và đây là cộng với trừ. Cái này nhớ chết rồi. Đây nè, đằng trước có dấu trừ, trong ngoặc phải đổi dấu hết. Đấy. Đây là trừ, đây cũng trừ luôn, đây cũng trừ luôn. Đấy. Được chưa? Trong ngoặc đổi dấu, đằng trước có dấu trừ, trong ngoặc phải đổi dấu. Rất rất quan trọng. Rồi, vậy thì đây là 6x trừ gì? Trừ 3x. 2 ông 1 nhóm với nhau cộng với 1 trừ trừ 1. Rồi. 8 trừ đi 1 thì còn là 7x mũ 3. 12 trừ đi 3 thì bằng mấy? 9x mũ 2. 6 trừ 3 còn mấy? 3x, 1 trừ 1 hết. Như vậy đây chính là gì? Thể tích phần còn lại là đơn vị thể, thể tích. Ok chưa? Đó, như vậy đây là một trong những cái cách để chúng mình thực hiện nó nhé. Chuẩn chưa các em? Rồi, như vậy đây chính là nội dung của vận dụng 4 và cũng kết thúc cái bài số 3 này. Hẹn gặp lại các em ở trong phần bài tập nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho thật là nhiều các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình. Bye bye.